Thời gian này, Ban chỉ đạo phòng chống bệnh dịch tả lợn châu Phi của huyện Hạ Hòa đã tăng cường kiểm tra, kiểm soát dịch tả lợn châu Phi trên địa bàn. Qua đó phát hiện 3 xã là Mai Tùng, Vĩnh Trân, Y Sơn có lợn bị nhiễm dịch tả lợn châu Phi. Theo báo cáo của Phòng Nông nghiệp huyện Hạ Hòa, thời gian qua tại địa bàn xã Y Sơn, Vĩnh Trân và Mai Tùng đã liên tiếp xảy ra tình trạng lợn có dấu hiệu bỏ ăn, ốm chết. Ngay khi nhận được tin báo của người dân, Phòng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn huyện đã xuống kiểm tra, xác minh và lấy mẫu bệnh phẩm gửi đi xét nghiệm tại Trung tâm Chuẩn đoán Thú y Trung ương. Kết quả xét nghiệm cho thấy mẫu bệnh phẩm gửi đi xét nghiệm dương tính với virus dịch tả lợn châu Phi. Ngay sau đó, ngày 17 tháng 5, huyện Hạ Hòa đã công bố dịch tả lợn châu Phi tại xã Y Sơn và ngày 20 tháng 5, huyện tiếp tục công bố dịch bệnh tại hai xã Mai Tùng và Vĩnh Trân để cảnh báo người dân. Huyện đã tiến hành tiêu hủy 128 con lợn bị nhiễm dịch, tổ chức tiêu độc khử trùng tại các điểm nhiễm dịch và lập các chốt kiểm dịch tại các vùng bị dịch cũng như các xã bị vùng dịch uy hiếp, đẩy mạnh tuyên truyền người dân vệ sinh khu vực chuồng trại chăn nuôi của gia đình, không cho người lạ vào khu vực chăn nuôi và nghiêm túc thực hiện nguyên tắc 5-0 trong phòng chống dịch bệnh. Qua đó đã chủ động khống chế dịch bệnh, ngăn ngừa lây lan ra diện rộng, nhằm giảm tối đa thiệt hại về kinh tế và môi trường chăn nuôi.